gậy gộc thứ gì cũng biết cả, còn biết chơi cả đua xe bạo lực, khiến cho giới cảnh sát không thể nào làm gì hắn ta được. Nhưng lại chính ngay lúc này hắn ta lại chủ động tới sở cảnh sát để tự thú. Tên tội phạm này tên Khâu Cương Ngạo. Sở dĩ hắn ta kỹ lưỡng to gan như thế là bởi vì hắn cũng đã từng là một cảnh sát, bất luận là tư duy phá án hay là bản lĩnh tài năng, tất cả đều là đẳng cấp. Đây cũng chính là lý do tại sao khi hắn ta đối diện với cảnh sát, hắn ta luôn đứng ở vị trí bất bại, luôn chiến thắng. Vốn dĩ một mình Khâu Cương Ngạo cũng đủ khiến cho cảnh sát phải đau đầu rồi. Kết quả là những người giống như hắn ta có tổng cộng là 4 người. Bọn chúng được ví như là tứ đại kim cang. Trước đây bọn chúng đều là thuộc hạ của Khâu Cương Ngạo, nhưng khi gây án chúng thường xuyên đeo mặt nạ, do đó không ai biết được bọn chúng là ai. Đội trưởng chủ lực của đội điều tra trọng án là bang chủ Trương Sùng Bang. Trong lòng anh từ lâu đã có đối tượng nghi ngờ, nhưng bởi vì tính tình anh quá thẳng thắn nên đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp với các lãnh đạo trong giới cảnh sát. Do đó hành động lần này họ đã hoàn toàn không thông báo cho anh, mà chỉ phái sư ca của anh xuất trận. Kết quả là lần này toàn bộ tiểu đội cảnh sát đã bị tiêu diệt. Sư ca biết mình sắp chết dưới tay bọn chúng, nên hy vọng rằng trước lúc lâm chung có thể lấy được chút thông tin tình báo. Thế là anh đã sử dụng kế kích tướng để thăm dò bọn chúng. Không có mặt mũi nhìn người khác hay sao? Cởi mặt nạ ra nhìn tao này. Hừ, cởi thì cởi chứ sợ gì, bây giờ cũng không cần phải giấu mày nữa. Kết quả là khi hắn ta vừa tháo mặt nạ ra, sư ca lập tức trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là học trò cưng của mình Khâu Cương Ngạo hay sao? Anh tức giận tới mức một câu nói cũng không thể nói ra được. Nhẫn nhịn một hồi lâu, anh đã khạc nhiều máu vào mặt hắn. Đợi tới khi bang chủ nhận được thông tin chạy tới hiện trường, thì Khâu Cương Ngạo đã sớm bỏ chạy mất rồi. Bây giờ anh cũng không màng tới hiểm nguy nữa. Anh nhún người leo ra lan can bên ngoài bãi đỗ xe và nhảy xuống ban công bên dưới. Sau đó canh đúng thời cơ nhún người nhảy lên một cái, lại nằm ngay lên nóc của một chiếc xe hơi. Một màn đuổi bắt cứ thế mà chính thức được bắt đầu. Khâu Cương Ngạo vừa lướt nhìn, ngươi cứ đuổi theo ta như thế cũng không phải là cách, hay là chơi một trò chơi nhé. Khâu Cương Ngạo trực tiếp đạp lên chân ga và phóng xe lao về phía chiếc xe hơi của bang chủ. Ủa mà một chiếc xe mô tô nhỏ xíu như thế lại muốn đâm vào chiếc xe hơi hay sao? Đương nhiên là Trương Sùng Bang hoàn toàn không chút sợ hãi rồi, cũng đạp thật mạnh lên chân ga. Hai chiếc xe cứ thế hướng thẳng về phía nhau, nhưng chính ngay lúc này, Khâu Cương Ngạo đã âm thầm thay đổi góc độ, xe đã bị chệch hướng. Tiếp theo hắn ta thừa thắng xông lên, cùng sử dụng hai tay để đánh nhau. Một mặt vừa lái xe mô tô, một mặt vừa đánh nhau với Trương Sùng Bang. Nhưng dù gì thì người ta cũng là chủ lực của đội cảnh sát, khi đánh nhau cũng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, trực tiếp đấm vỡ kính phòng hộ cái nón bảo hiểm của Khâu Cương Ngạo. Nhưng bây giờ thì đến lượt người ta phản kích lại rồi. Hắn liên tục dùng tay bịt chặt gương mặt của Trương Sùng Bang, để cho anh không nhìn thấy đường đi trước mặt. Ngay ngã từ phía trước đúng lúc có hai mẹ con đang đi ngang qua. Trong tình thế nguy cấp, Trương Sùng Bang đã mở cánh cửa xe, khiến cho xe mô tô của Khâu Cương Ngạo văng lên lề đường. Sau đó anh điều khiển chiếc xe quay ngang và vội vàng nhảy ra để cứu lấy đứa bé. Đợi tới khi anh quay đầu lại nhìn về phía Khâu Cương Ngạo, thì hắn ta đã biến mất tăm rồi. Tới lúc này thì phía cảnh sát hoàn toàn bị mất manh mối. Nhưng không ngờ là Khâu Cương Ngạo lại chủ động tới sở cảnh sát. Hắn ta nói rằng hắn tới đây là để báo án, nhưng trên thực tế chính là muốn phô trương thanh thế. Bởi vì bây giờ phía cảnh sát cũng không có chứng cứ, nên cũng không thể nào bắt hắn được. Họ chỉ có thể đưa Khâu Cương Ngạo vào phòng thẩm vấn trước. Lần này Trương Sùng Bang cần phải hỏi cho rõ ràng, tại sao lại phải giết nhiều người vô tội như thế. Khâu Cương Ngạo nghe xong thì cười hà hê, mày tưởng mày vô tội hay sao? Đừng giả làm người tốt nữa, năm xưa nếu như không phải vì mày thì tao cũng không trở nên như thế. Nghe tới đây, trong lòng Trương Sùng Bang bỗng nhiên khựng lại, xem ra đã nói trúng điểm yếu của anh ta rồi. Trương Sùng Bang không nói lời nào, đã lấy từ trong sở cảnh sát một cây gậy và lao về phía Khâu Cương Ngạo. Nhưng Khâu Cương Ngạo thì lại vô cùng bình tĩnh ngồi đó chờ đợi, với dáng vẻ của một kẻ đắc thắng. Hai người này rốt cuộc thì ai mới là kẻ xấu đây, ai mới là người có oan khuất? Khâu Cương Ngạo chủ động tới sở cảnh sát là có âm mưu gì? Đoạn giới thiệu phía trên được cắt từ bộ phim Nộ Hỏa Trọng Án sắp được công chiếu vào thứ 6 tuần này. Đã lâu lắm rồi tôi không được xem một bộ phim truy bắt tội phạm đã mắt như thế. Chỉ vừa xem trailer thôi là đã biết chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Nếu như cuối tuần bạn có thời gian, tôi kịch liệt giới thiệu bạn nên đi xem qua bộ phim này. Chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu. Tên tội phạm này có thể biết trước rõ ràng một bước đi của cảnh sát, hành động tùy ý là đã có thể khiến cho cả đội cảnh sát bị tiêu diệt. Không những thế, sức chiến đấu của hắn ta cũng đặc biệt mạnh mẽ. Đao thương gậy gộc thứ gì cũng biết.